Phật tánh là gốc nguồn của mọi chúng sinh. Sự sinh hóa không ngừng, không cùng tận của vạn vật trong vũ trụ đều do từ Phật tánh. Lúc tối sơ, vũ trụ mênh mang vô cùng. Đến lúc bắt đầu khai thiên lập địa, thời chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thế giới, chẳng có gì cả. Nhưng khi đến kiếp thành thì bắt đầu có chúng sinh. Tự hỏi chúng sinh từ đâu lại? Có người nói rằng từ nơi loài khỉ tiến hóa mà thành. Nhưng khỉ từ đâu tiến hóa ra? Nếu như xưa kia loài khỉ có thể tiến hóa thành người, sao bây giờ không thể biến thành người? Kỳ lạ thay, đây chẳng qua là học thuyết của kẻ không có trí thức, lập ra học thuyết kỳ dị rằng người là do khỉ biến thành. Nếu như thế, tại sao họ không nói rằng người là do chuột biến thành, hoặc là do những con sâu đầy lông lá tiến hóa ra? Làm sao họ có thể biết rằng con chuột không phải là con người biến thành? Tất cả những loại bay, nhảy, lội dưới nước, những loại cá, rùa, cua, tôm, loài người và những động vật có khí huyết, hoặc là bông hoa, cây cỏ và những loại thảo mộc khác, tổ tiên các thứ phi, tiễn, động, thực là ai? Tất cả đều lưu xuất từ nơi Phật tánh. Ở trong trời đất thì thiên hạ có đặc tính là sinh sinh bất tức, hóa hóa vô cùng, không ngừng sinh hóa là vì có Phật tính. Nếu không có Phật tính thì mọi thứ đều bị hủy diệt, chỉ có Phật tính là trải qua trăm ngàn vạn năm mà không bị diệt, luôn luôn trường tồn. Bởi vì do Phật tính nên mới có biến hóa thành 10 pháp giới. 10 pháp giới này không ngoài một niệm trong tâm, niệm tâm này tức là Phật tính, cũng là một tên khác của Phật tính. Cho nên con người do Phật tính biến hóa mà thành, và súc sinh là do con người đọa lạc mà thành. Lý thuyết này trong 10 pháp giới giải thích rất rõ ràng. Kẻ si mê thì cho rằng tổ tiên của loài người là khỉ, Hồi giáo nói rằng tổ tiên của họ là heo, Ấn Độ cho bò là thần, tất cả đều là biên kiến, chỉ biết một chút mà không biết toàn thể triệt để, mê hoặc thế giới. Những người đó còn viết sách lập thuyết, nào là khoa học, nào là triết học, đủ thứ môn, loại. Kỳ thật, đó chính là vốn không việc gì, là kiếm việc làm, ăn xong thiếu chuyện làm nên mới nói chuyện mê hoặc kẻ khác. Cứu cánh như vậy con người ở đâu mà có? Quý vị xem thử con gà ở đâu mà ra? Con gà có trước hay trứng có trước? Nếu như không có gà thì làm sao có trứng? Mà nếu như không có trứng thì cũng không thể có gà được. Đó là chuyện của con gà, nói hoài cũng không hết lý. Như con người thì đàn ông có trước hay đàn bà có trước? Như đàn ông có trước thì đàn ông từ nơi bụng mẹ mà ra. Nếu như đàn bà có trước thì phải có đàn ông mới có thai được. Bởi vì thời gian trải qua lâu dài, loài người chúng ta quên mất chuyện này như thế nào, không ai tìm hiểu nữa. Vạn sự vạn vật căn bản đều do nơi Phật tính, tự có hóa thành vô, từ nơi vô biến thành có, sinh sinh bất tức, hóa hóa vô cùng. Cho nên càng hóa thì càng nhiều, giống như những thứ sâu bọ nảy nở trong gạo vậy. Ở nơi chỗ vô tình mà sinh ra hữu tình, Phật tính thì có thể từ nơi không biến thành có, biến ra tất cả các loại chúng sinh, nhân loại cùng là đạo lý như vậy. Nếu như khỉ biến thành người, lý thuyết hoàn toàn không có lập luận. Quý vị hãy xem, diện mạo của mọi người trong mỗi quốc gia đều không giống nhau. Có người da đen, vàng, trắng, đỏ, đủ thứ màu da. Những người đó thì do đâu mà biến ra? Nói đi nói lại thì cũng không tìm ra được nguyên thủy của nó. Nếu mình quy vào Phật tính, từ nơi không biến thành có, rồi nơi có biến thành không, hóa hóa vô cùng, sinh sinh bất tức. Lý luận này thì có thể nói một cách thông suốt được, mặc dù rất ít người có trình độ để hiểu biết. Con người từ nơi chỗ không mà biến thành có, và chúng sinh cũng vậy. Bây giờ những kẻ tu đạo thì phải ra sao? Tức là từ có mà biến thành không, gọi là phản bổn hoàn nguyên, quay về chỗ bản hữu Phật tính. Có người hỏi như vậy thì có công dụng gì? Thử hỏi ngược lại làm người thì có công dụng gì? Mình quay về với Phật tính để có thể sớm thành Phật đạo. Phật tính thì trường tồn, cho dù tất cả chúng sinh đều chết hết cả rồi, nhưng Phật tính mãi mãi vẫn không bị mai một. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì hôm nay là ngày vía Đức Địa Tạng, nguyện lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát khiến cho tôi nói điều đạo lý chân thật, căn bản làm người cho quý vị nghe. Đó tức là tự vô hóa hữu, tự hữu hóa vô. Nếu quý vị không tin thì thử hỏi tại sao trong gạo lại sinh ra các loài sâu bọ. Con người ở trên đời cũng giống như loài sâu bọ vậy, bất quá con người có tri giác, có linh tính đặc biệt hơn sâu bọ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với Phật thì chúng ta khác với Ngài xa. Nếu đem so sánh chúng sinh với Phật thì cũng như so sánh sâu bọ với loài người vậy. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì có thể tu hành. Tu thì phải giữ tâm quân bình, giống như cái cân vậy, lúc nào cũng bình tĩnh, ở trong tự tính, không một chút gợn sóng. Nếu các vị thật sự hiểu Phật Pháp
thì tôi có thể cùng với quý vị đàm luận Phật Pháp, nghiên cứu làm thế nào để tu đạo. Nếu quý vị không thật sự hiểu, ham danh háo lợi, không chịu buông bỏ tiền tài sắc đẹp, danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ, không chịu buông bỏ những thứ đó, thì làm sao tôi có thể cùng với quý vị đàm luận Phật Pháp và tu đạo được? Quý vị phải cảnh tỉnh, cảnh tỉnh.